Chào tất cả mọi người, hôm nay quay cho mọi người một căn biệt thự tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Biệt thự sân vườn bám mặt đường rất là rộng, mình sẽ quay cho mọi người nhé. Bức tường dài này, trước mặt là mương. Mương có hồ núi cốc chảy ra. Xa xa kia là những tòa cao cao kia là Techco Thịnh Đán. Giờ mình sẽ đi vào quay cho mọi người tham quan căn biệt thự ưng cần bán này. Khu vực đây là khu vực nhà để xe. Mình sẽ đi bao quát bên ngoài trước nhá. Hồ cá. Để vào khu vực vườn. Đây, trước mặt quý vị các bạn chính là toàn cảnh. Bên hông là vườn rau luôn. Ui nhiều rau ghê đây. Snack rau cải. Vâng, chào các bà. Chào bà. Chắc chú vừa ra ngoài. Em mở cửa được không? Sơn mà. Dạ. Mở cửa đấy. Đây là một phòng ngủ này, ở dưới tầng 1. Ba là bà nội nhỉ? Không, bà nội đã về đi đóng cháu đấy. Ai cháu lớn nó đi học rồi. Rồi, đến nơi nhiều chú này vừa bận nên mình cũng ngại lên trên tầng, mình sẽ quay cho mọi người. Chủ yếu là ở bên dưới thôi nhá. Đây là khu vực phòng khách này. Chú do có cũng khá nhiều nhà ấy, chú muốn chuyển ra khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên nên mình chỉ quay bên dưới. Dạ, bà đậu con. Dạ, đây là khu vực bếp. Chắc ở đây, đây. Và wow, đây là khu vực kiểu lối hành lang trong nhà ấy, cuối nhà. Khu vực bếp ăn. Ở đây có đường thông ra nhà xe này. Vâng, nước chảy. À, nước chảy từ đây này, giếng trời. Đúng một vòng quanh nhà luôn. Đâu là người sau không có. À, vòng đến kia thôi. Cái mặt cuối kia thôi. Nói chung là chảy quanh hết mặt tiền nhà. Khu vực bếp ăn. Thông sang đây là khu vực phòng khách. Còn thẳng là khu vực phòng ngủ. Chị có con riêng nhé. Và
Còn đây là cầu thang mọi người. Vâng, chắc phía sau người khác. Có đầy không? Thiếu gì? Bàn ghế không có bắt ngang. Thì mình sẽ quay bên trên này cho mọi người luôn, đến khu vực đấy nhé. Wow, trên này rộng quá. Wow, lắp hết nội thất rồi mọi người. Phòng làm việc. Phòng ngủ chắc cũng khá nhiều phòng ngủ á. Tại chú không có nhà nên mình sẽ chỉ quay vòng quanh phía ngoài đây. Có trồng cái hoa giấy nữa này. Nhà này thì nhà 3 tầng. Mọi người có nhu cầu xin liên hệ 0963 869 333 nhé. Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Chỉ có vườn cây với lại nhà mình đây thôi. Chỗ nước thì lúc bắt đầu xây rồi. Đấy, tết thì rừng thọng lắm à. Đây, chỗ này là phòng ngủ của... Có, phòng ngủ của chú. Cứ đang cái chăn bố vợ ở dưới đấy.